Chị em phụ nữ thì cần ấn sâu bao nhiêu thì chị em phụ nữ mới lên tới nóc được? Các anh trai thì luôn luôn mong muốn có được một cái lõi ngô, một cái củ khoai nó dài hết cỡ, nó to, nó mập mạp, nó mũm mĩm, nó khỏe và nó thật sự dài. Làm sao để càng dài càng khỏe, càng vào sâu thì chị em phụ nữ sẽ càng thích, đúng không ạ? Thế nhưng mà các anh có biết được là không chỉ cần 2cm thôi là chị em phụ nữ đã có thể lên tới nóc được rồi. 2cm là các anh đã tìm được gọi là cái hạt lạc hay còn gọi là hạt le của chị em phụ nữ. Ở nơi đó nếu như mà được xi, được dây, được gảy thì chị em phụ nữ đã có thể lên tới nóc được từ 1 cho đến 2 lần tùy vào những cái kinh nghiệm móc cua này, kinh nghiệm di dây này, gảy của các anh trai. Vì vậy hội chị em phụ nữ của chúng em á, rất là đơn giản thôi, không cần quá sâu, không cần quá dài, quan trọng là kinh nghiệm và kỹ năng của các anh trai như thế nào để có thể đưa chị em phụ nữ có thể lên tới nóc, ấn sâu nhưng mà lại không biết gì, không biết dây, không biết gảy, không biết gạt cần, không biết gạt số. Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới thì làm sao mà các anh có thể chạm được các huyệt yêu, những cái nơi á mà chị em phụ nữ thích này, những cái nơi á mà chị em phụ nữ cảm thấy thăng hoa. Và những nơi á khiến cho chị em phụ nữ cảm thấy là rút người lên, những cái nơi đó thì sẽ giúp cho chị em phụ nữ ra nước, chứa chan và lên tới nóc từ 1 cho đến 2 lần. Do đó chỉ cần 2cm thôi, nhưng mà phải biết gọi là mò đúng điểm, biết kích thích đúng huyệt yêu thì chị em phụ nữ sẽ thích các anh nhá. Nhưng mà nếu như các anh vẫn muốn to dài để gây ấn tượng với chị em, muốn chạm vào điểm A, ở đây cô bé có thể mang lại cho chị em thật nhiều cảm xúc và thăng hoa được nhiều lần, thì hãy dùng ngay cái kẹo đổi gió và cao xỉn số nhà em Phương sẽ giúp thằng em cứng đe cứng đét, to hơn, dài hơn từ 2-3cm, gân guốc hơn, chiến nhiều hiệp mà không mệt. Cảm xúc hiệp 2, hiệp 3 thì y chang như hiệp đầu tiên và khiến cho chị em thăng hoa nhiều lần trong cuộc yêu. Anh em nào muốn đổi gió và muốn chiều người yêu hay vợ của mình thì có thể gọi theo số hotline hoặc nhắn tin cho em Phương để được tư vấn bảo mật nhé. Phương thì một đêm lên tới nóc được mấy lần hả em? Em thì lên tới nóc tối đa trước giờ là khoảng 6 lần trong vòng một đêm. Mà một đêm đấy yêu được khoảng 3 hiệp. Mỗi một hiệp là mình sẽ lên tới nóc khoảng 2 lần. Đấy là tối đa, chứ còn bình thường chắc chỉ 2-3 lần thôi là đã căng lắm rồi. Chứ yêu được 6 lần trong một đêm là ngày hôm sau xác định là em không làm gì. Ngày hôm sau xác định là nghỉ ngơi, thả lỏng cơ thể, thư giãn cơ thể. Chứ không thể nào mà ngày hôm sau vẫn lao động mệt mài, vẫn quay 5-70 video rồi, livestream điên cuồng. Hôm nào mà mệt quá thì cho phép bản thân được nghỉ ngơi, vì ngày hôm qua mình đã quá là happy rồi. Hôm nay mình phải tận hưởng, mình phải hưởng thụ chứ. Các anh trai đừng nghĩ rằng khi mà các anh trai rút ra là xong nhá, kết thúc cuộc yêu là xong. Nhưng mà thật sự thì chị em phụ nữ khi mà kết thúc cuộc yêu thì cái dư âm nó vẫn còn, nó vẫn còn ở những giây phút sau. Đàn ông mà lên tới nóc được từ 7-15 giây là giây phút mà các anh trai ở lên đỉnh nóc, đúng không ạ? Nhưng mà chị em phụ nữ sẽ rơi vào 15-51 giây. Và những người như em Phương thì mỗi lần lên tới nóc thì có khi em lên tới tầm khoảng 1 phút. Vì vậy em luôn luôn là khuyên các anh trai, khi mà yêu thì mình đừng có rút ra ngay, mình đừng có kết thúc cuộc yêu sớm, mà hãy có một cái động thái gọi là ủ phê cho các chị em phụ nữ. Họ rất thích ủ phê bởi vì là cái dư âm lên tới nóc của họ rất là nhiều. Họ vẫn muốn là các anh yêu thương cô bé, vẫn muốn mân mê cô bé, vẫn đưa cái tay của mình đi dạo chơi quanh cái bánh bao, đôi bưởi của chị em phụ nữ, để chị em phụ nữ cảm thấy là thích này, cảm thấy đê mê và họ sẽ tận hưởng cái điều tuyệt vời đấy. Nói chung là đưa chị em phụ nữ mà lên tới nóc là đã khó rồi, nhưng mà giữ được cho chị em phụ nữ mà trên nóc được lâu hơn thì lại còn khó hơn. Vì vậy là các anh trai cần phải có nhiều cái kinh nghiệm phòng the và cần có thời gian đủ lâu, đủ dài thì họ mới lên tới nóc được. 2-3 phút mà bập bập nhấp nhấp thì làm sao mà họ lên tới nóc được, đúng không ạ? Ra nhanh là do đầu cậu em trai của các anh có quá nhiều dây thần kinh cảm giác dẫn đến nhạy. Đầu trên và đầu dưới của các anh không thể kiểm soát được cái cuộc yêu. Nó không có lý trí chỉ đạo được cuộc yêu đấy. Thì các anh trai muốn kéo dài thời gian ấy thì phải khắc phục sự nhạy cảm ở đầu cậu em trai của mình bằng cách đó là sử dụng cao xỉn số và kẹo đổi gió nhà bên em Phương để kéo dài cái thời gian yêu của mình từ 2-3 phút lên tới 15-40 phút nhé.
Anh em nào mà cần em Phương tư vấn hỗ trợ kỹ hơn thì hãy liên hệ theo số hotline hoặc nhắn tin vào fanpage cho em Phương nhé.